Chào mừng các anh em đã quay trở lại, mình là Leo. Và trong nội dung hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về số nguyên thạch mà các anh em có thể kiếm được ở trong phiên bản 3.2. Và chắc chắn là rất nhiều anh em tại đây cũng quan tâm tới thảo thần Nahida, và chúng ta cũng sẽ khô máu triệu hồi đó. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng cùng nhau tính xem là khoảng nửa đầu phiên bản 3.2 thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu vé triệu hồi, bao nhiêu nguyên thạch luôn nha. Đầu tiên, dành cho những anh em chưa biết thì phiên bản 3.2 dự kiến sẽ cập nhật vào ngày 2 tháng 11 và kéo dài cho tới ngày 7 tháng 12. Như vậy là 5 tuần các anh em, 35 ngày. Nửa đầu phiên bản, ban nhân vật của chúng ta sẽ là Thảo Thần Nahida cùng với lại Yamiya. Nửa sau phiên bản là Tatalia đi cùng với lại Yamiko, kết hợp cùng với lại nhân vật mới 4 sao Layla. Còn nửa là banner vũ khí thì có lẽ là anh em cũng dễ dàng đoán ra được. Nửa đầu sẽ là trấn của Thảo Thần Cõi Mộng Ngàn Đêm đi cùng với lại trấn của Yamiya Sấm Sét Rung Động. Còn nửa sau của phiên bản thì trấn của Yamiko, chân ý Kagura đi cùng với lại trấn Tatalia, ngôi sao cực đông. Thì với 35 ngày của phiên bản 3.2, mặc định các hoạt động trong game, chúng ta sẽ kiếm được 3.300 nguyên thạch. Phiên bản 3.2 sẽ là một cái phiên bản tập trung vào cốt truyện chính tuyến của Shomaru thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ không có một cái khu vực mới các anh em. Đối với lại nội dung mới thì chúng ta chỉ có hai nhân vật mới, đó chính là Thảo Thần Nahida và nhân vật 4 sao Layla. Vì vậy cho nên là số thành tựu mới trong phiên bản lần này cũng không nhiều, chỉ có 9 thành tựu thôi, mang lại cho chúng ta 60 nguyên thạch. Tiếp theo là những cái nguyên thạch mà chúng ta có thể nhận được định kỳ thôi, như là Bảo Trì Đền Bù của phiên bản 3.2 600 nguyên thạch nè, mã quà tặng 3.2 60 nguyên thạch nè, và chúng ta cũng được thử nghiệm 4 nhân vật 5 sao nữa, 80 nguyên thạch đó. Nhiệm vụ truyền thuyết thì lần này chúng ta chỉ có một nhân vật mới thôi, đó chính là Thảo Thần nè, cũng sẽ mang lại cho các anh em 100 nguyên thạch. Sau đó thì không biết là các anh em còn nhớ chúng ta có thể đăng nhập trên HoYoLab để mà nhận nguyên thạch hay không. Đó, trong 35 ngày thì nhận được 3 lần nguyên thạch, khoảng chừng 60 nguyên thạch. Và định kỳ thì cuối của phiên bản 3.2 thì luôn luôn chúng ta sẽ có một buổi livestream công bố phiên bản 3.3 với ma mang quà tặng đó. Khoảng chừng đâu đó ngày 25 tháng 11 cũng sẽ mang tới cho các anh em thêm 300 nguyên thạch nữa. Phiên bản 3.2 sẽ xuyên suốt từ tháng 11 cho đến đầu tháng 12. Đó, vì vậy cho nên là shop Tinh Trần Tinh Huy cũng sẽ reset lại, cho phép các anh em mua thêm 5 vé triệu hồi thường và 5 vé triệu hồi nhân vật, quy đổi ra thì tương đương với lại 800 nguyên thạch. Tổng số nguyên thạch của nhiệm vụ thế giới mới cùng với lại chương cuối Shomaru, Akasha rung động, kiếp họa dân trào, đó chúng ta sẽ cứu Thảo Thần Nahida cùng với lại khiêu chiến với lại hai quan chấp hành hội Pha Thuy đó, thì tổng số nguyên thạch nhận được không nhiều cái này, chỉ có 230 nguyên thạch thôi. Nếu là sự kiện ở trong phiên bản 3.2 thì chúng ta sẽ có một sự kiện chủ đề và 4 sự kiện trải dài trong suốt phiên bản. Sự kiện chủ đề đại hội đấu nấm siêu cấp hơi giống với là một sự kiện mô phỏng Pokemon các anh em. Nó sẽ có nhiều cách chơi và tổng số nguyên thạch các anh nhận được lên tới 1.000 nguyên thạch. Sau đó thì còn có thêm 4 sự kiện nhỏ nữa, nhưng mà chỉ có mỗi sự kiện thí luyện nhà mạo hiểm là một sự kiện với cách chơi hoàn toàn mới thôi. Là các anh em sẽ sử dụng những cái kỹ năng đặc biệt của những cái nhân vật để mà hoàn thành những cái mục tiêu đặt ra. Còn 3 sự kiện còn lại, bài thơ giao hưởng, chụp hình ngoại cảnh chương xanh lục với lại cửa hàng đồ hiếm của Laban đều là những cái sự kiện chạy lại, nhưng mà có những cái sự thay đổi các anh em. Ví dụ như là bài thơ giao hưởng là chúng ta sẽ khiêu chiến cùng với lại nguyên bản nguyên tố, nhưng mà lần này thì có vẻ như là chúng ta sẽ đấu cùng với lại những cái boss nguyên bản nguyên tố mới đó, như là thảo, hỏa, thủy với lại băng. Nói chung là tổng 4 sự kiện diễn ra trong suốt phiên bản 3.2 này, mỗi sự kiện 420 nguyên thạch sẽ mang tới cho các anh em thêm 1.680 nguyên thạch nữa. Đây cũng chính là cái nguồn thu nhập nguyên thạch chính của các anh em nè. Như vậy là tổng số nguyên thạch mà các anh em có thể kiếm được trong phiên bản 3.2 sẽ là 8.250 nguyên thạch cộng với lại 10 vé triệu hồi thường. Và nếu mà các anh em quy đổi ra vé thì khoảng chừng 50 vé triệu hồi đó các anh em. Ít hơn so với lại phiên bản 3.1, tại vì phiên bản đó là một cái phiên bản rất bùng nổ, vừa có vùng đất mới lại còn kỷ niệm 2 năm ra mắt của Genshin Impact nữa các em. Còn đối với lại phiên bản 3.2 sẽ hơi trầm một xíu, khi mà chúng ta chỉ có tập trung chủ yếu kiếm được nguyên thạch là dựa vào sự kiện mà thôi. Còn đối với là số nguyên thạch mà chúng ta có thể kiếm được ở nửa đầu phiên bản thì mình đã đánh dấu N ở đây, có nghĩa là dự kiến những cái đó nó sẽ thuộc về nửa đầu phiên bản, thì tổng số nguyên thạch
sẽ là 4.175 nguyên thạch nha các anh em, quy đổi ra là 26 vé đó. Ok, và như vậy là các anh em đã có thể án chừng được số nguyên thạch dự kiến các anh em có thể kiếm được ở trong nửa đầu phiên bản 3.2 để mà các anh em triệu hồi thảo thần. Mình nghĩ rằng là để mà triệu hồi được thảo thần thì trung bình á, các anh em cần phải có khoảng chừng đâu đó 100 vé triệu hồi đó. Còn nếu mà anh em nào mà gọi là tầng cùng của đen thì phải đến 180 vé thôi. Đó. Vì vậy cho nên là để đảm bảo mà cái tỷ lệ mà các anh em có thể triệu hồi được thảo thần cao nhất có thể đó, thì bây giờ là lúc mà chúng ta có thể gọi là đi mót hết tất cả những cái nguyên thạch mà còn sót lại ở trong nội dung Genshin Impact mà các anh em vẫn còn chưa có làm đó, ví dụ như là thành tựu nè, hay là những cái nhiệm vụ ẩm, và đặc biệt là ấm trần ca các anh em. Và đây có rất nhiều những cái bộ trang trí mình vẫn chưa có làm bởi vì lười chặt gỗ đó. Thì bây giờ tại Sumeru, trong cái phần thưởng danh vọng cấp 3 các anh em, chúng ta có một cái món đồ chơi mới phù hộ của cây vua, giúp chúng ta sẽ gọi là thu thập gỗ nhanh hơn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ xây những cái bộ trang trí đó đó để mà chuẩn bị sẵn sàng cho một cái nội dung mới của phiên bản 3.2 nữa. Đó chính là chia sẻ và sử dụng bố cục ấm trần ca của những người chơi khác các anh em. Và mình vô cùng háo hức với cái nội dung mới này, vì vậy cho nên mình nghĩ rằng là tiện thể là chúng ta vừa kiếm nguyên thạch lại còn vừa có thể mà có được một cái ấm trần ca tuyệt đẹp nữa thì quá là hời. Và đó chính là tất cả những nội dung mà Leo muốn chia sẻ ngày hôm nay. Sao các anh em có đủ nguyên thạch để tự tìm rước thảo thần về hay không? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em trong những nội dung sau.